Hello everyone, welcome back to my English video. Today, we are going to learn Unit 9, our sports day. First, we come to vocabulary. They are related some months of the year. Are you ready? Okay, let's go. May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Next, we come to model sentences. Để hỏi, ngày hội thể thao của trường bạn diễn ra vào tháng nào đó phải không? Ví dụ, ngày hội thể thao của trường bạn diễn ra vào tháng 9 phải không? Ta dùng mẫu câu. Is your sports day in September? Nếu phải, mình sẽ trả lời. Yes, it is. Nhưng ngày hội thể thao của trường bạn không phải diễn ra vào tháng 9, mà là tháng 10. Thì mình sẽ trả lời. No, it isn't. It's in October. Tiếp theo, để hỏi, ngày hội thể thao của trường bạn diễn ra khi nào? Ta dùng mẫu câu. When's your sports day? Nếu ngày hội thể thao của trường mình diễn ra vào tháng 11, thì mình sẽ trả lời. It's in November. Tương tự như vậy, các em cố gắng luyện tập và thực hành thêm nhé. Thank you. I hope this video will be useful for you. Goodbye and see you again.